Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái video về OC chip Xeon N5420 và Xeon N5410 cũng gần như tương tự như vậy. Thì các thông số mình đang thiết lập như sau. Mình sẽ enable cái CPU hot clock control để cho phép ép xung, và mình đang đặt hệ số nhân là 7. Thì CPU này nó cho phép cộng thêm 0.5 nữa, tức là 7.5, và xung nhịp hệ thống người ta hay gọi là FSB mặc định của nó là 333, và mình đang nâng lên là 374, và do vậy xung của CPU hiện tại là 2.8. RAM thì mình để mặc định là standard. Thông số thứ hai đó là cái V core chính là cái CPU voltage control này, nó đang ở 1.15625V. Bắt đầu mình lưu lại, hệ thống sẽ khởi động vào Windows. Mình sẽ test bằng cái phần mềm performance test. Cái IDA 64 này mình sử dụng để hiển thị cái nhiệt độ của chip. Còn CPU ID monitor này để hiển thị cái xung nhịp hiện tại. Nó đang đọc thông tin của phần cứng. Sẽ sử dụng 100% CPU. Tại CPU đang chạy tốc độ 2.8. Công suất tiêu thụ hiện tại khoảng 86W, 89, tối đa là 90W. Thank you.
công suất tiêu thụ là 92W tối đa. Quá trình test đã hoàn thành. Thì điểm của nó là 3200. So với coi 34160 thì nó bằng 3/5 hơn một chút. Sẽ đưa lại gần để các bạn nhìn rõ.